Bảo Gia Di hồi sinh. Sau khi suy yếu, tàn dư Bảo Gia Di, bão số 3, bất ngờ hồi sinh thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa lũ và thời tiết xấu. Cơn bão Gia Di, còn được gọi là bão số 3, đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề khi đổ bộ vào khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc. Hôm nay, ngày 14 tháng 9, dù đã di chuyển gần 2.000 km, tàn dư của bão Gia Di vẫn chưa hoàn toàn biến mất, thậm chí còn mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển của Bangladesh, tiếp tục gây ra tình hình thời tiết xấu ở khu vực này. Bão Gia Di bắt đầu đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam vào ngày 7 tháng 9, gây ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tại Quảng Ninh, Hải Phòng và sau đó lướt qua Hà Nội. Trên hành trình tiến về phía Tây, bão dần suy yếu, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn kéo dài qua nhiều quốc gia khác trong khu vực Nam Á. Đến sáng ngày 14 tháng 9, tàn dư của bão bất ngờ hồi sinh và trở thành một hệ thống áp thấp nhiệt đới trên biển Bangladesh. Dự báo, áp thấp nhiệt đới này sẽ còn tồn tại thêm vài ngày nữa trên đất liền Ấn Độ trước khi suy yếu dần. Thời tiết xấu do áp thấp gây ra có thể tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực. Thiệt hại tại Việt Nam sau bão Gia Di. Trước khi hồi sinh, bão Gia Di đã để lại dấu ấn không thể nào quên tại miền Bắc Việt Nam. Cơn bão đã gây ra thiệt hại lịch sử cho các tỉnh, đặc biệt là các khu vực bị ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng. Từ ngày 7 tháng 9 đến nay, tình hình mưa lũ vẫn kéo dài, khiến các tỉnh miền Bắc phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất lớn. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cập nhật vào sáng ngày 14 tháng 9, tổng số người chết và mất tích đã lên đến con số 345 người. Trong đó, 262 người đã thiệt mạng và 83 người khác vẫn còn mất tích. Đây là con số thương vong cao nhất do bão và mưa lũ tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Lũ lụt lịch sử trên sông Thao. Đáng chú ý, mực nước lũ trên sông Thao, sông Hồng, tại tỉnh Yên Bái đã vượt qua mốc lũ lịch sử năm 1968 tới 1.31m, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Không chỉ vậy, lũ trên sông Thao ở các khu vực Yên Bái và Phú Thọ cũng đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử năm 1971 tới hơn 1m. Những đợt lũ này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản mà còn đe dọa đến tính mạng của hàng nghìn người dân sống ven sông. Công tác ứng phó với thiên tai đã và đang được triển khai khẩn trương, song tình hình thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Cơn bão lịch sử trên biển Đông. Bão Gia Di được ghi nhận là một trong những cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua tại biển Đông, đạt cấp 16, 17. Cơn bão này không chỉ gây ra hậu quả nặng nề tại Việt Nam mà còn ảnh hưởng lớn đến các nước khác trong khu vực. Hiện tại, tàn dư của Gia Di đang tiếp tục hành trình phá hoại ở Nam Á, với khả năng gây ra mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng. Trong khi bão Gia Di tiếp tục hành trình tàn phá của mình, công tác ứng phó với hậu quả tại Việt Nam vẫn đang được tiến hành. Người dân tại các tỉnh miền Bắc đang nỗ lực vượt qua thiên tai, cùng với sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng để sớm ổn định lại cuộc sống sau những ngày mưa lũ khắc nghiệt.